Bố mẹ tôi thường đi làm vào sáng sớm, thường sẽ để vài xu trên bàn để tôi mua quầy ăn sáng. Tôi có rất nhiều ý tưởng thông minh, chỉ muốn để dành tiền mua tăm cây ăn, nên tôi dự định sẽ tự làm quầy để ăn và tiết kiệm tiền. Nhưng tôi không biết cách làm quầy, tôi đi hỏi thằng đầu gấu, nó tên là Thông, ngày xưa nhà nó từng bán quầy. Sau khi hỏi, nó bảo tôi là phải thêm một thứ bột màu trắng. Làm sao tôi biết thứ bột màu trắng đó là gì? Nó liền chạy đến nói thầm với tôi, đây là bí quyết, đừng tiết lộ cho người khác. Tôi nghe xong thì giật mình, nó là bột giặt á, nó khiến quầy thơm hơn. Tôi nghe xong nghĩ lại, bảo sao quầy chiên lại thơm vậy, hóa ra là bột giặt. Tôi về nhà, trộn bột với bột giặt sau đó đổ nước vào. Trộn bột nồi bọt, ánh sáng chiếu vào bảy sắc cầu vồng. Tôi nghi ngờ thằng Thông đang lừa dối mình, nhưng do đã làm đến bước này rồi, bỏ cuộc không phải là phong cách của tôi. Khi cho bột vào chảo dầu, dầu bắn tung tóe khắp nơi, suýt bỏng chết tôi. Tôi giơ nắp nồi lên đỡ, mới thoát được kiếp nạn này. Sau khi chiên xong, tôi lấy ra ngoài, mùi bột giặt xộc lên, khiến tôi buồn nôn. Tôi đành lấy ra hai que quẩy chiên mới mua sáng nay, ngồi tại chỗ ăn, hương vị vẫn rất ngon. Tôi đã ăn nó một cách thích thú. Đang ngồi ăn thì bố đi làm về, bố hỏi tôi chiên quẩy à? Tôi gật đầu, tôi bảo là do lần đầu làm nên mùi vị hơi lạ, rất khó ăn. Bố mỉm cười và xoa vào đầu tôi, an ủi và nói rằng không sao đâu, mọi thứ lúc mới bắt đầu đều sẽ khó khăn. Quẩy chiên không khéo thì ăn cũng như bánh bao chiên thôi, dù thế nào thì vẫn có thể ăn được. Nói xong bố liền bốc một miếng nhét vào miệng, mùi hương đó xộc thẳng tới óc. Bố choáng váng trong giây lát, nhưng khi nhìn vào đôi mắt mong chờ của tôi, bố đành phải gượng gạo nuốt hết miếng bột. Nhưng quẩy của tôi làm có mùi bột giặt thực sự rất nồng. Bố vội lấy cốc nước và uống hết trong một ngụm. Bắt đầu ông bụng cảm thấy buồn nôn, miệng thổi ra cả bong bóng. Con làm từ gì vậy? Sao mùi kinh dị thế? Tôi đã kể cho bố đầu đuôi của câu chuyện. Khi nhắc đến việc tôi cho nửa gói bột giặt vào, bố tôi hoảng hốt, con có ngốc không vậy? Muốn chết thật à? Nói xong, bố lấy miếng quẩy trên tay tôi và ném nó đi. Khi đến bệnh viện, bác sĩ bảo bố ăn ít nên không sao. Bố nhờ bác sĩ rửa dạ dày cho tôi. Tôi đã từng rửa dạ dày, nó còn tệ hơn ăn đòn. Tôi hét lên rằng, cháu không sao, cháu chưa ăn. Bố nghe vậy, liền nhảy cẫng lên. Bố vừa nói vừa thổi bong bóng. Bác sĩ cứ làm đi, đừng tin nhóc con này. Khi tôi về nhà đã chính mắt nhìn thấy, trên tay nó chỉ còn một miếng quẩy, nó đã ăn gần hết cái quẩy rồi. Bác sĩ hãy rửa cho thật sạch, tôi chịu trách nhiệm. Một ống dẫn nước được đi thẳng vào họng của tôi, gần một xô nước chảy vào bụng. Một lúc sau mẹ tôi lại đến, bác sĩ kiểm tra giúp tôi, tại sao tôi ăn quẩy chiên lại thở ra bong bóng vậy? Hả? Oh.